Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 77 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 59 ca đã được cách ly, 13 ca ở khu vực phong tỏa và 5 ca ngoài cộng đồng, giảm hơn nhiều so với hôm qua ngày 4 tháng 8. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang vẫn tiếp tục ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 mới, với 60 ca được ghi nhận. Đáng chú ý, trong 5 ca chưa cách ly, có một trường hợp mới phát sinh tại khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ. Hiện các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch tại khu vực này. Cũng trong ngày, thành phố đã xét nghiệm hơn 36.000 lượt tại 229 chốt, đã phát hiện hơn 1.300 vụ ra đường sai quy định, xử phạt 21 trường hợp dùng giấy đi đường không hợp lệ, cũng như hàng chục trường hợp liên quan đến chỉ thị 05. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các sở ngành quận huyện tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch thời điểm hiện nay. Đối với các khu vực đang phong tỏa, Bí thư Thành ủy yêu cầu đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu, không để người dân thiếu thốn, đồng thời tăng cường xử lý, xử phạt những trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Về việc cấp giấy đi đường mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương có phương án cấp giấy kịp thời và phù hợp nhất và phải chủ động làm ngay, tránh bị động. Với các doanh nghiệp, các sở ngành liên quan phải lập danh sách cụ thể từng doanh nghiệp được hoạt động để chuyển xuống cho địa phương quản lý cấp giấy. Bây giờ, những cái doanh nghiệp nào mà sở xác định được là có đủ điều kiện hoạt động theo 05 thì sở cấp phép cho cái doanh nghiệp đấy hoạt động. Tinh thần là như thế. Còn nếu như mà sở không thấy thì sở không cấp phép. Tức là không đủ cơ sở thì là sở không cấp phép, chứ không phải là bây giờ các đồng chí lại mang cái danh sách ấy xuống xong lại đi hướng dẫn cho phường để phường cùng với sở ngồi xác định. Là tôi nói là không bao giờ làm được cái việc đó. Cái việc thứ hai là sở mà thấy cần xác định có tính chất liên ngành thì sở phải phối hợp với các sở có liên quan để xác định. Và về nguyên tắc là sở gửi cái danh sách đấy xuống cho phường là những danh sách đã được xác định là các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo chỉ thị 05. Khẳng định số ca ngoài cộng đồng tuy có giảm nhưng tình hình dịch vẫn vô cùng phức tạp. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức, các hội, đoàn thể, xã hội cùng tham gia lực lượng chống dịch ở địa phương, các quận huyện kịp thời bổ sung, tăng cường lực lượng và điều phối trách nhiệm, nhiệm vụ để giảm tải áp lực cho các xã phường.